Thật sự là vậy. Mình nghĩ lúc trước mình chơi không có được cái chương chơi như thế này. Thật sự là vậy luôn. Thu âm xong ra tự mình nghe tự mình sướng luôn. Hiểu không? Còn bây giờ có thể không? Bốn giám khảo rất nổi tiếng, rất đẹp trai. Đó, ở đây có tất cả các anh em của Underground Việt đều nghe cảm thụ. Dở không có người chê. Ít ra biết mình dở. Yeah. Ok, ta đến với Y for Life RT. Xin mời RT. Vâng. Chơi thì chàng khó tay đi vì cái màn xử lý quá tuyệt vời của anh ấy.